Xin chào các bạn, mình là Trường đến từ nhà vườn cái năm tốt. Thì hôm nay là mình tiến hành đi chăm sóc cây trong cho văn phòng ở bên Trung Kính, Cầu Giấy. Thì tại văn phòng này thì đang có một cái cây đại lộc, nó đang bị dẹp rất là nhiều. Thì bây giờ mình sẽ quay gần hơn để cho các bạn nhìn rõ về cái biểu hiện của dẹp cũng như là những cái tác hại của nó gây ra cho cái cây trồng các bạn nhé. Đây thì các bạn có thể thấy được là dẹp ấy nó đang bám dính ở tất cả trên tất cả lá và ở đằng sau lá cũng vậy này. Đây các bạn có thể thấy này. Đấy, thì nó sẽ bám dính ở trên lá non, chủ yếu là lá non này, rồi đằng sau lá và đặc biệt là nó còn bám dính ở trên cành cây. Đây. Đây các bạn có thể thấy là ở trên cành nó bám rất là nhiều này. Đấy thì đặc tính của cái con này ấy, thì nó sẽ là cái con côn trùng chích hút. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó sẽ bám dính ở trên những cái lá cây, cành cây, rễ cây và sau đó nó sẽ hút dinh dưỡng của cây. Và khi mà cái mật độ của nó trở lên dày đặc ấy, thì nó sẽ gây ra tình trạng cây bị héo, bị vàng lá và dẫn đến tình trạng là chết cây. Khi mà các bạn mới phát hiện ra được là những cái con dẹp này nó đang bám ở trên lá cành cây ấy, thì các bạn cần phải sử dụng những cái phương pháp sinh học cũng như là hóa học để các bạn diệt trừ luôn. Bởi vì là cái tốc độ sinh sản của cái con dẹp sáp này nó rất là nhanh. Mỗi một lần đẻ trứng của nó phải tầm 200 đến 250 quả cơ. Vì vậy là chỉ sau một tháng thôi, từ lúc xuất hiện đến khi mà các bạn đến sau một tháng ấy, thì các bạn có thể thấy rằng là nó phủ kín cây và nhìn cây của chúng nhìn rất là đang bị xuống và nhìn cây rất là yếu. Và hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái phương pháp sinh học để có thể là trị con dẹp sáp này các bạn nhé. Thì các bạn có thể thấy là ở đây là mình đang có cái chế phẩm là làm từ thuốc lào. Đây, chế phẩm là thuốc lào. Thì ở đây là có một mình đã có 1 lít này, thì mình sẽ pha ra với lại 2 lít nước. Đây là bình nước của mình. Mình pha ra với 2 lít nước nhé. Cái thuốc lào này trước khi mà các bạn sử dụng ấy, thì các bạn cần phải ngâm ít nhất là 24 giờ. Và đối với cái thuốc lào này của mình ấy, thì mình đã ngâm qua cái nước nóng. Ngâm qua nước nóng và sau đấy là mình sẽ ngâm ít như khoảng tầm được hơn 1 ngày rồi. Đây là chế phẩm. Thì trong cái thuốc lào này nó có cái chất nicotine và nó có cái tính chất là cay nóng, vì vậy nó trị dẹp rất là tốt. Và ngoài ra thì khi mà các bạn sử dụng thuốc để trị dẹp thì các bạn cần phải pha thêm với lại dầu, tinh dầu nhé. Đây là tinh dầu xả mà mình đã chuẩn bị trước này. Đây là tinh dầu xả này. Và nếu như mà các bạn không có tinh dầu xả thì các bạn có thể dùng dầu khoáng hoặc là dùng dầu ăn cũng được. Thì cái tinh dầu này nó có tác dụng là gì? Cái con dẹp ấy đang ở đây, các bạn có thể thấy là em quay gần đây cho anh. Đây các con dẹp này ấy, thì là xung quanh cái thân của con dẹp nó có một cái lớp sáp trắng. Thì cái lớp sáp này ấy, thì nó giống như là một cái lớp giáp để bảo vệ con dẹp. Và cái lớp sáp này thì nó lại không tan trong nước. Vì vậy nếu các bạn sử dụng nước để phun vào con này thì nó cũng không bao giờ chết được. Vì vậy mà chúng ta cần phải có một cái lớp bám dính lên con dẹp sáp đấy và trị nó. Thì cái lớp thì mình sẽ sử dụng dầu, có thể là dầu ăn hoặc là tinh dầu. Thì là cái lớp dầu này nó sẽ giúp là bám dính lên con dẹp và nó sẽ giúp là làm yếu con dẹp đi và trị con dẹp, được chưa? Thì là mình sẽ cho vào đây khoảng tầm 20 ml nhé. Đấy, và sau đấy là mình sẽ đổ thêm nước vào này. Bình này là bình 2 lít các bạn nhé. Đấy, mình sẽ pha vào đây. Đấy, và đây thêm 1 ít nữa vào. Rồi, ok. Và sau đó là mình sẽ lắc đều cái hỗn hợp này lên. Đấy, sau đó mình sẽ lắc đều hỗn hợp này lên này. Và bây giờ mình sẽ tiến hành phun cho cây đại lộc. Ok, khi mà các bạn phun ấy thì các bạn lưu ý giúp mình là sẽ phun đều lên trên lá và đặc biệt là phun cả trên mặt trên và cũng như là mặt dưới của lá các bạn nhé. Đây. Phun đều lên trên lá này và phun cả cành nữa, phun cả cành cả con dẹp sáp này nó còn trú ngụ ở phía dưới gốc của cây. Vì vậy mà khi mà chúng ta phun thì chúng ta cần phải phun cả phần gốc của cây nữa.
cái chế phẩm sinh học này thì nó khác so với lại cái thuốc hóa học đấy, chính là cái thời gian mà tác dụng ấy thì thường nó sẽ lâu và nó sẽ chậm hơn. Vì vậy mà các bạn lưu ý là khi các bạn phun thì cố gắng là phun ít nhất là 2 đến 3 lần nhé, và cách nhau khoảng tầm 5 đến 7 ngày. Và trong quá trình mà các bạn phun thuốc cho cây ấy, thì nếu có bất cứ những cái vấn đề gì thì các bạn có thể là để dưới phần bình luận và mình sẽ giúp các bạn trả lời. Ok, chúc các bạn xử lý cây thành công.